Bây giờ thì không còn Liên Xô nữa, nhưng chủ nghĩa phát xít vẫn chưa chết. Cay đắng thay là ngay tại nhiều nước thuộc Liên Xô cũ, nơi từng là một trong những thành trì chống phát xít, chủ nghĩa phát xít mới đang trỗi dậy. Nhưng còn đó nước Nga và Putin sẽ không cho phép rút gạch chân tường. Kênh YouTube Báo Nghệ An số này xin gửi đến các bạn bài bình luận với chủ đề Liên Xô không còn nữa, nhưng chủ nghĩa phát xít vẫn chưa chết. Tháng 9 năm 1939, phát xít Đức dưới sự lãnh đạo của Hitler đã tiến hành xâm lược Ba Lan. Đây chính là sự kiện mở đầu cho cuộc chiến tranh đẫm máu với cái chết của hơn 70 triệu người trong lịch sử. Với Liên Xô, trong Đại chiến Thế giới 2, phát xít Đức đã thể hiện rõ là muốn tiêu diệt quốc gia này vì đây là kẻ thù số 1. Hành vi nói trên xuất phát từ quan điểm chủng tộc bệnh hoạn, cực đoan ích kỷ của Hitler, coi chủng tộc German là thượng đẳng, chúng tự lấy tên là Aryan. Các dân tộc Do Thái, Gypsy hay còn gọi là người Zigan, Slaver là hạ đẳng, cần giết hết để lấy không gian cho chúng sinh tồn. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức Quốc xã đã huy động lực lượng đông nhất, mạnh nhất, tinh nhuệ nhất, được trang bị hiện đại nhất, gồm 190 sư đoàn với 5,5 triệu quân, 4,3 nghìn xe tăng và thiết giáp, 47 nghìn pháo, gần 5 nghìn máy bay, 192 tàu chiến ào ạt tấn công vào Liên Xô. Hitler huấn thị cho các chỉ huy quân đội, Do Thái và Bolshevik, giới trí thức và Hồng quân Nga đều là kẻ địch phải tiêu diệt. Cũng trong sáng đó, trên làn sóng đài phát thanh Moscow, giọng đọc trầm tĩnh của phát thanh viên huyền thoại Yuri Levitan vang lên thông báo quân phát xít Đức đã đột ngột tấn công Liên Xô. Tiếng nói từ Moscow, người dân Soviet chú ý, chúng tôi đang truyền đi những thông tin từ chính phủ. 4 giờ sáng hôm nay, quân đội Đức đã tiến vào nước ta mà không hề xin phép, cũng như tuyên bố chiến tranh. Lời nói của Yuri Levitan mở đầu cho những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của các dân tộc Liên bang Xô Viết. Ngày 7 tháng 11 năm 1941, tại Quảng trường Đỏ, khi quân phát xít tiến tới gần cửa ngõ Moscow, một cuộc diệt binh đã diễn ra với hơn 28.000 binh sĩ Hồng quân và Dân quân. Từ đây, họ tiến thẳng ra mặt trận. Trước khi Liên quân Mỹ, Anh và đồng minh mở chiến dịch tấn công vào nước Pháp, nơi quân Đức chiếm đóng, mở đầu bằng cuộc đổ bộ vùng biển Normandy của nước Pháp vào tháng 6 năm 1944, thì cuộc chiến đấu quyết liệt và anh hùng của Hồng quân Liên Xô diễn ra ngay trên lãnh thổ của Liên Xô, gắn với những địa danh Leningrad, Stalingrad, Vankum Kursk. Chiến thắng ở cả ba chiến trường này của Hồng quân Liên Xô đã buộc quân Đức phải lui về thế phòng ngự và chống trả bị động. Năm 1943, Hồng quân Liên Xô đã chuyển sang chiến lược phản công, tấn công dồn dập quân Đức trên mặt trận phía đông, đã giải phóng Tổ quốc, rồi lần lượt giải phóng Nam Tư, Albania, Ba Lan, Romania, Hungary và tiếp khắc. Trong khi đó, quân đội Anh, Mỹ đã mở mặt trận phía Tây. Với sự trợ giúp to lớn của các lực lượng kháng chiến, nước Pháp, rồi Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Italy lần lượt được giải phóng. Và ngày 30 tháng 4 năm 1945 đã ghi dấu mốc quan trọng khi lá cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô bay phấp phới trên tòa nhà Quốc hội Đức. Tiếp đó là sự kiện Đức Quốc xã chính thức đầu hàng. Góp phần quan trọng vào chiến thắng của nhân loại ngăn chặn chủ nghĩa phát xít, nhân dân Liên Xô đã phải trả một cái giá rất đắt, hơn 27 triệu người thiệt mạng, hàng triệu nhà máy bị phá hủy, nhiều thành phố chỉ còn là đống đổ nát. Tổng cộng phát xít Đức đã giết 13 triệu dân thường Đông Âu. Cụ thể, ở Ukraine là 4 triệu người, trong đó có gần 1 triệu là Do Thái, một nửa số dân của Kiev bị giết. Belarus là 2,3 triệu người, tương đương với 25% dân số. Ba Lan là 6 triệu, một nửa là Do Thái, một nửa là tín đồ Tin Lành, tương đương 22% dân số. Vài triệu dân người Slaver và 3 triệu tù binh Nga gốc Slaver. Tại Ba Lan, phát xít Đức giết toàn bộ các nhà báo, 45% bác sĩ, 57% luật sư, 40% giáo sư, những người chúng cho là có thể lãnh đạo dân tộc để chống lại Đức. Ngày 9 tháng 5 năm 2021, phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Nga Putin khẳng định, ngày chiến thắng luôn là dấu mốc thiêng liêng đối với nước Nga và người dân Nga, sẽ không thể tha thứ hay bào chữa cho những ai đã quên bài học của chiến tranh lại đang ấp ủ những kế hoạch gây hấn. Cho đến bây giờ, nhân loại vẫn chưa thể hiểu được tại sao nước Đức văn minh bậc nhất thế giới, nơi từng sinh ra những tài năng như văn hào Goethe, triết gia Hegel, lại là thủ phạm của cuộc diệt chủng người Do Thái vô cùng tàn bạo trong Thế chiến 2.
Hiện nay, những người Đức cao tuổi rất khó trả lời với con cháu là tại sao ngày xưa họ lại cam tâm đi theo Hitler làm những việc hoàn toàn mất nhân tính như vậy. Chế độ phát xít bị coi là như một vết nhơ của dân tộc, vì thế nhiều người Đức đã cố xóa hết các di tích vật thể của nó. Nhưng những người Đức chân chính thì luôn nhắc lại quá khứ ô nhục đó để cảnh giác với chủ nghĩa phát xít mới và để cho thế hệ sau biết phải làm gì để tránh dẫm lên vết xe đổ. Năm 1970, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Brand quỳ xuống trước bia tưởng niệm người Do Thái bị giết ở Ba Lan. Báo chí đưa tin này dưới cái tít Brand quỳ xuống, nước Đức đứng lên. Năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã thành 15 nước Cộng hòa độc lập. Tất cả các giá trị chung cho một người Xô Viết đơn giản đột nhiên biến mất, để lại những khoảng trống khổng lồ, trong khi người dân chưa quen với những giá trị phổ quát của phương Tây. Điều này trở thành mảnh đất màu mỡ để chủ nghĩa tân phát xít ngóc đầu dậy. Thật cay đắng hơn, bất chấp nỗi kinh hoàng mà các thế hệ tiền nhân phải chịu đựng trong chiến tranh, chủ nghĩa phát xít mới hay còn gọi là Neo-Nazism phát triển mạnh mẽ ở cả vùng đất rộng lớn ở Đông Âu và trong không gian hậu Xô Viết. Cuộc khủng hoảng tài chính đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của giới trẻ các quốc gia này những năm 1990, khi một gia đình kêu gọi bảo vệ các nguyên tắc đạo đức và nuôi dạy thế hệ trẻ trên tinh thần của tình yêu phổ quát và sự hòa hợp đã ném tất cả năng lượng của họ vào việc khai thác bánh mì hàng ngày. Trong bối cảnh xã hội hỗn mang, đối với nhiều thanh thiếu niên bấy giờ, chủ nghĩa phát xít mới là con đường dẫn đến sự thuần khiết và công bằng. Đây là cách duy nhất để tuyên bố bản thân và đạt được một cái gì đó. Neo-Nazism ở Nga bắt đầu xuất hiện gần như ngay lập tức sau sự sụp đổ của Liên Xô. Khi người nhập cư từ các nước láng giềng đổ vào, ý tưởng về sự thống nhất của Nga cũng như khẩu hiệu Nga cho người Nga trở thành động cơ chính của phong trào phát xít mới ở Nga. Năm 1992, một tổ chức đầu trọc xuất hiện ở Moscow. Nó bao gồm những người trẻ, gầy, từ 13 đến 19 tuổi. Hoạt động của họ chủ yếu nhằm mục đích chống lại những người khác chủng tộc, màu da. Đến cuối những năm 90, hàng ngũ những người theo chủ nghĩa phát xít mới được tham gia bởi những người lính phục vụ ở Chechnya. Phong trào trở nên rõ ràng hơn và hành động của những kẻ cực đoan tàn bạo hơn. Tội ác chống lại đại diện của các quốc tịch khác được chứng minh bằng các sự kiện được công bố bởi chính những kẻ phát xít mới, hình ảnh và video, tài liệu âm thanh. Tại Litva, một quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ, những người theo chủ nghĩa phát xít mới hướng các hành động và mục đích phân biệt đối xử với người dân Nga và Đảng Cộng sản. Nhưng có lẽ sự xuất hiện cực đoan nhất của chủ nghĩa phát xít mới là ở Ukraine. Phát xít mới của Ukraine không chỉ chống lại Nga mà cả công dân của họ. Ông Petro Poroshenko, khi còn nắm quyền tổng thống nước này, đã chuyển ngày lễ cấp quốc gia mùng 9 tháng 5 hàng năm kỷ niệm chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên bang Xô Viết thành ngày tưởng niệm các nạn nhân của quân Liên Xô xâm lược, kỷ niệm ngày Đức ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện. Chính quyền Maidan của Ukraine thay ngày thành lập quân đội Liên Xô ngày 23 tháng 2 bằng cách ấn định ngày 14 tháng 10 là ngày bảo vệ Tổ quốc, một hành động được đánh giá là tôn vinh chủ nghĩa phát xít. Vì vào ngày 14 tháng 10 năm 1943, tay sai của phát xít Đức Stephen Bandera thành lập quân đội nổi dậy của Ukraine gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã trở nên nổi tiếng với những vụ thảm sát dân thường, chủ yếu là người Do Thái và Ba Lan. Chưa hết, năm 2015, Quốc hội Ukraine đã ban hành luật về quy chế pháp lý và tôn vinh những người đã tham gia các tổ chức chống chính quyền Xô Viết từng tồn tại trên lãnh thổ Ukraine là chiến sĩ đấu tranh vì độc lập của Ukraine trong thế kỷ 20. Đồng thời, thông qua luật về việc lên án và cấm tuyên truyền quảng bá tư tưởng, biểu tượng của chủ nghĩa phát xít và Cộng sản, công nhận chế độ Cộng sản 1917-1991 Liên Xô là tội phạm khủng bố nhà nước, tương đương với chế độ phát xít độc tài. Những đạo luật và chính sách của chính quyền Kiev đưa ra đã giúp cho những hành động quá khích được hợp pháp hóa và đẩy lên thành cao trào mới. Phong trào phá bỏ những tàn dư của Liên Xô như tượng đài Lenin, tượng chiến sĩ Hồng Quân tiếp tục tái diễn. Dường như đối với những người trẻ tuổi Ukraine, quá khứ gắn với nước Nga xa hoàng, với Liên Xô đều là quá khứ nhục nhã cần phải phế bỏ. Lịch sử được viết lại với những hành động mang đậm tính dân tộc cực đoan. Trên đất nước Ukraine, ở đâu cũng gặp những biểu tượng của chủ nghĩa phát xít Đức. Nó có thể thấy nhan nhản ở thành viên của các đảng phái cực hữu, thậm chí trong cả lực lượng vũ trang, hầu như cuộc tuần hành nào cũng có thể bắt gặp.
76 năm đã đi qua, nhưng chiến thắng của quân đồng minh và các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới trước chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai đến nay vẫn là một trong những bản anh hùng ca chói lọi nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20. Những tổn thất, thương vong lớn vẫn còn đó và luôn là bài học để nhắc nhở thế giới cần phải trân trọng và gìn giữ nền hòa bình lâu dài. Liên Xô sụp đổ là thảm họa địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 20. Thế giới có thể không nhớ, không biết tên của từng người lính Xô Viết đã xung trận, nhưng chắc chắn sự hy sinh anh dũng của quân và dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít thì lịch sử đã ghi dấu không thể phai mờ. Nga đã tuyên bố năm 2021 là năm tưởng nhớ và vinh danh, nhấn mạnh tính chất thiêng liêng trong di sản của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Từ nhiều năm nay, hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng ở Nga là cơ hội để củng cố tinh thần ái quốc và phô diễn các thành tựu, nhất là về quân sự. Nhưng ngoài các sự kiện đó, đằng sau nó là cả một cuộc đấu tranh quyết liệt để bảo vệ sự thật lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai, trong bối cảnh đã xuất hiện mưu đồ viết lại lịch sử theo hướng phủ nhận vai trò của Liên Xô, hạ thấp ý nghĩa chiến thắng của Hồng quân trong chiến tranh thế giới thứ hai, hay xuyên tạc các sự kiện trong chiến tranh nhằm phục vụ các ý đồ chính trị, như Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang năm 2021, những điều giả dối về cuộc chiến đang lan truyền khắp thế giới như một bệnh dịch. Nga không cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy một lần nữa ở châu Âu, cũng như ở ngay tại nước Nga. Trong một bài báo về chiến tranh thế giới thứ hai đăng trên tờ National Interest năm 2020, Tổng thống Nga Putin lên án chủ nghĩa xét lại về đề tài chiến tranh thế giới thứ hai tại phương Tây là hành vi nguy hiểm, xuyên tạc một cách trắng trợn và vô liêm sỉ sự thật lịch sử. Ngày 26 tháng 1 năm 2021, tại lễ kỷ niệm trực tuyến nhân ngày quốc tế tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa diệt chủng người Do Thái, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi liên minh toàn cầu chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới. Ông cho rằng những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đang tổ chức và tuyển mộ xuyên biên giới, phô trương các biểu tượng và hình ảnh của Đức Quốc xã. Ông kêu gọi phối hợp hành động toàn cầu để xây dựng liên minh chống lại sự phát triển và lan rộng của chủ nghĩa phát xít mới và quyền tối cao của người da trắng, cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài ngoại, bài Do Thái và lời lẽ thù địch, một phần do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chống lại sự tuyên truyền và thông tin sai lệch, kêu gọi tăng cường giáo dục để hiểu rõ các tội ác của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đào bới, phủ nhận, bóp méo, thậm chí là tẩy trắng lịch sử ở một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết như hành động rút gạch chân tường. Nhà thơ Gamzatov từng viết, nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Hãy cảnh giác với chủ nghĩa tân phát xít để con cháu chúng ta không phải hứng chịu những viên đạn đại bác trong tương lai. Bình luận quốc tế của báo Nghệ An hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở số sau.